Sau bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Phả và phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được tuyên, cho đến nay thì việc thi hành án đảm bảo cho quyền lợi của những người có liên quan vẫn không được thực hiện, khiến dư luận cho rằng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả chưa thể hiện hết vai trò của cơ quan này trong việc thực thi pháp luật. Liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội và bị đơn là anh Nguyễn Quốc Trung cùng vợ là chị Trần Thị Lan Anh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đình Bảng, bố đẻ của anh Trung, trú tại tổ 3, khu 6, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã tuyên xử chấm dứt hợp đồng tín dụng số 01-2012 ngày 23 tháng 3 năm 2012 và hợp đồng tín dụng số 02-2012 ngày 23 tháng 6 năm 2012 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB chi nhánh Quảng Ninh với anh Nguyễn Quốc Trung và chị Trần Thị Lan Anh. Tòa cũng buộc anh Trung cùng vợ tiếp tục trả lãi sau ngày bản án sơ thẩm được tuyên đối với bản nợ gốc theo hai hợp đồng tín dụng trên cho đến khi hết nợ. Đồng thời, Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu công ty quản lý tài sản VAMC, đơn vị kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng cho nguyên đơn là Ngân hàng SHB trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả cấp ngày 18 tháng 8 năm 2005 số AB447487 cho ông Nguyễn Đình Bảng. Tiếp đến, ngày 5 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án bản phúc thẩm liên quan đến vụ việc trên với một số nội dung tương tự bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Phả. Trong đó, yêu cầu nguyên đơn và các bên liên quan có nghĩa vụ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình của ông Nguyễn Đình Bảng. Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực, gia đình ông Nguyễn Đình Bảng vẫn chưa được phía ngân hàng và công ty VAMC trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Được biết, ông Bảng đã làm đơn và nhiều lần yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả tiến hành thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông. Trao đổi với chúng tôi, ông Bảng cho biết hiện ông rất lo lắng việc Chi cục thi hành án dân sự Cẩm Phả chậm thực hiện công tác thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Tôi yêu cầu thi hành án từ sau khi hai bản án có hiệu lực, đã yêu cầu Chi cục thi hành án Cẩm Phả đòi cho tôi, nhưng mà đến hôm nay vẫn chưa thấy có gì. Tôi làm việc với này chị Yến là người thị chấp hành viên và hứa với tôi là sau 1 tháng, 2 tháng và đến bây giờ là mấy tháng rồi. Qua tìm hiểu được biết, gia đình ông Bảng là một trong những gia đình giàu truyền thống cách mạng. Hai anh trai của ông đều hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ ông Bảng được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hiện nay, tuổi ông và vợ đã cao nên ông lo lắng nếu vụ việc không được giải quyết sớm, hai vợ chồng ông có mệnh hệ gì thì không biết phải xử lý như thế nào. Tôi mong muốn rất cơ quan pháp luật đòi được sổ đỏ cho tôi để tôi mới yên tâm để tôi sống được ngày nào hai ngày đấy, vì tuổi cao và hai nữa bệnh tật nên là tôi đã nhiều lần tôi đã phải ngất rồi, nên là tôi đề nghị với lại các cơ quan pháp luật, với lại chi cục thi hành án của thành phố Cẩm Phả này đòi giúp tôi trong những ngày gần nhất, đối với này đòi sổ đỏ tôi tại chi nhánh ngân hàng SHB cũng như là tổng công ty của SHB. Trao đổi về vụ việc trên với phóng viên, ông Bùi Văn Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả cho biết sẽ cho cán bộ cung cấp hồ sơ và trả lời những nội dung mà phóng viên đặt ra. Nhưng đến nay, phía đơn vị này vẫn chưa trả lời và cung cấp hồ sơ liên quan. Phóng viên đã liên hệ làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, nhưng đơn vị này cũng chưa có hồi âm. Hiện gia đình ông Bảng đang hết sức mong chờ và các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, sớm có biện pháp triển khai đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông, qua đó đảm bảo tính thượng tôn pháp luật. Trước đó qua báo chí, ông Bùi Văn Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả cho biết, trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị này vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan hữu quan, đặc biệt là Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an, Ngân hàng để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.